Các bạn thân mến, tôi là Trương Vương Hoàng. Trong cái video này thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị các bạn là coi như là năm yếu tố để tạo nên một cái chương trình team building Go Team thành công. Thì đây là những cái yếu tố tôi cho rằng rất là căn bản và cực kỳ quan trọng. Sở dĩ tôi làm cái video này thì tôi vừa thực hiện xong một cái chương trình, và sau khi thực hiện xong một cái chương trình Go Team chiều nay Đây thì tại các nhân viên của bạn Surabaya là thực sự ở đứng đây nhìn em Indonesia, ở đây này thì rồi tôi rồi lại rút ra được năm cái yếu tố mà tôi đã áp dụng, và chính năm cái yếu tố này thì nó đã giúp cho chương trình của tôi rất là thành công, và khách hàng họ đánh giá rất rất là cao. Vậy thì những cái yếu tố đó như thế nào, xin mời các bạn bắt đầu theo dõi. Nếu lần đầu tiên mà các bạn là coi như xem trên kênh video của Trương Văn Hoàng thì hãy giúp tôi bằng cách là nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào nút quả chuông. Cảm ơn các anh chị các bạn rất là nhiều. Yếu tố số 1 đó chính là màu cờ sắc áo. Cái màu cờ sắc áo là sao? Tức là bình thường khi mà chúng ta không có điều kiện thì chúng ta chỉ làm đơn giản là mỗi team mỗi cái cờ. Nhưng mà có điều kiện hơn thì càng chỉ nên may. Tôi muốn nói rằng là nên may cho người tham gia là một người là một cái áo, và đặc biệt là mỗi team thì nên có một cái màu sắc khác nhau. Chính cái màu sắc khác đó thì nó tạo ra cái yếu tố là thu hút, đặc biệt là khi mà các anh chị là coi như không chỉ dừng lại cái mức độ chơi, mà các anh chị chơi sau đó các anh chị là coi như là quay phim chụp hình, và các anh chị làm branding, làm marketing cho cái hình ảnh nhân sự doanh nghiệp của mình, tham gia các cái hoạt động như vậy, nó làm cho cái hình ảnh văn hóa doanh nghiệp của mình nó được truyền ra bên ngoài, nó ấn tượng hơn, tại vì đơn giản là yếu tố màu cờ sắc áo. Và trên áo thì chúng ta có thể là in luôn cái logo của cái chương trình cũng như thương hiệu doanh nghiệp của mình. Thế như vậy cái yếu tố màu cờ sắc áo cũng là một trong những cái mà tạo nên bản sắc, sự khác nhau của các team, đặc biệt là khi mà chúng ta muốn rằng là các team phải luôn nỗ lực hết mình để nâng cao cái vị thế của team của mình so với các team còn lại. Tại vì đôi lúc trong kinh doanh cái yếu tố gọi là nỗ lực của từng cái team nó cực kỳ quan trọng mà nhà giống như làm việc vậy thôi. Chúng ta càng xây dựng cái màu cờ sắc áo của cái doanh nghiệp hoặc là các cái phòng ban, các cái đội nhóm thì chúng ta luôn cố gắng nhiều hơn và nhiều hơn. Như vậy yếu tố số 1 để làm cho cái team của chúng ta nó hoành tráng và nó phong phú đó chính là cái yếu tố màu cờ sắc áo. Cái thứ hai, tôi muốn nói với các anh chị đó chính là cái không gian khởi động lúc mà bắt đầu sự kiện. Tại vì khi mà các anh chị bắt đầu một sự kiện ở trong một cái không gian nó sang trọng lịch sự, rồi nó có đầy đủ âm thanh, rồi ánh sáng, rồi màn hình máy chiếu, vân vân, thì cái này nó cũng quyết định rất là lớn cho cái sự thành công của cái chương trình team building. Thì ngày hôm nay thì khách hàng của tôi thì họ đã bắt đầu chương trình ở bên trong một cái gọi là hội trường trong cái khách sạn 5 sao DoubleTree quản lý bởi tập đoàn Hilton. Thì tôi rất là thích, âm thanh rất là tốt, rồi điều hòa mát mẻ, rồi thật trước đó người ta được phục vụ thức ăn nó ngon lành, vân vân. Thì chính cái bối cảnh nó sẽ tạo cho cái người chơi có những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc ban đầu nó rất là tốt. Những cái điều này cũng rất là quan trọng, cho nên khi mà chúng ta thiết kế một cái chương trình thì chúng ta cố gắng là chọn cái không gian để mà chúng ta khởi động, để mà briefing, để bắt đầu chương trình thì nó càng tốt, càng nếu như mà đặc biệt là khách hàng của chúng ta trong thuộc cái nhóm 5 sao thì chúng ta phải ưu tiên là kiếm một cái nơi ở trong ballroom thoải mái nhẹ nhàng lịch sự. Ở đó chúng ta có thể sử dụng nhiều các cái trang thiết bị kỹ thuật hỗ trợ để cho cái việc bắt đầu nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ok, đó là yếu tố số 2. Yếu tố số 3 rất là quan trọng, đó là làm chủ được cái công nghệ. Tại vì đây là một cái chương trình team building sử dụng cả thiết bị là iPad và sử dụng trên nền app. Vậy thì đòi hỏi cái thành viên đại diện team mà cầm cái iPad là phải có một cái khả năng, đó là chính là cái khả năng sử dụng nó. Cho nên các anh chị biết rằng là trong cái 10 phút đầu tiên khi mà tôi gặp các thành viên ở trong khán phòng đó, thì tôi luôn cố gắng giải thích một cách ngắn gọn, cơ bản nhưng mà dễ hiểu, để sau đó người ta có thể là coi như là thực hiện được cái nhiệm vụ ở trên app. Thì đây là cái chìa khóa rất là quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta không giúp khách hàng sử dụng được thiết bị thì sau đó nó sẽ ảnh hưởng được suốt cả cái hành trình. Họ sẽ không biết làm thế nào để chụp hình hay là gửi hình lên hệ thống, hoặc họ không biết làm thế nào để mà di chuyển từ điểm A sang điểm B, vân vân. Thì đó là những cái rất là cơ bản. Thì khi mà làm chương trình thì tôi thấy rằng là đây là cái yếu tố là mình cần phải tương tác. Đó là lý do tại sao các anh chị biết rằng là sau khi mà briefing, sau khi mà giúp cho họ là hiểu được các cái nhiệm vụ, thì tôi cố gắng là tương tác từng cái người một ở trong 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 cái chương trình, các cái đội trưởng, để đảm bảo rằng là họ biết được. Và khi mà họ
di chuyển đến cái nhiệm vụ đầu tiên, thì mình cũng cố gắng là hoặc với nhân sự của mình là cố gắng standby để làm gì, để mà khi mà thấy họ là cảm giác là họ đang còn là mơ hồ hoặc là không biết như thế nào, ngay lập tức là mình xuất hiện là mình hỗ trợ cho họ liền, để đảm bảo rằng là họ có khả năng sử dụng được cái thiết bị, sử dụng được cái app, ở đây cụ thể là chính là cái app GoTeam. Thì cho nên cái việc mà làm chủ được công nghệ là một cái phần rất là quan trọng. Yếu tố số 4 đó chính là cái nơi mà chúng ta tổ chức, thì các bạn tùy theo cái chương trình, nhưng mà với cái chương trình mà gọi là lịch hội họp dày đặc, khi mà họ chỉ có chừng là 1 tiếng rưỡi để mà chơi, thì chúng ta không nên cho di chuyển khách quá nhiều. Cho nên đó là lý do ngày hôm nay thì tôi và khách hàng đã quyết định chọn một cái điểm, nó kiểu giống như một cái sân nó khá là rộng, nhưng mà di chuyển từ đầu này đến đầu kia của sân thì nó mất khoảng chừng là 1-2 phút chạy thì đã hết rồi. Thì có nghĩa là nó không quá rộng nhưng mà đủ rộng để chúng ta có thể tổ chức các cái hoạt động diễn ra trong vòng khoảng chừng là coi như là 70-80 phút. Thế cho nên cái yếu tố không gian di chuyển chúng ta phải tính toán là cái quỹ thời gian họ có bao nhiêu. Nếu họ không có nhiều thời gian thì không nên xét các cái nhiệm vụ mà ở cái khoảng cách nó xa quá. Nhưng mà khi mà trong một không gian nhỏ thì chúng ta phải tính là trong cái không gian này nó có nhiều cái hiện vật, nó có nhiều cái yếu tố lịch sử, có nhiều yếu tố mà có thể cấu thành cái chất liệu để chúng ta có thể là tổ chức cái chương trình. Cho nên chỗ ngày hôm nay là trong cái không gian này là một cái, có một cái đài tưởng niệm, rồi bên dưới có một cái bảo tàng, rồi xung quanh cái bảo tàng nó có rất là nhiều cái hiện vật, chính những cái hiện vật đó góp phần cái gọi là cái sự đa dạng để tạo nên cái chất liệu của cái nội dung của chương trình. Cho nên cái không gian tổ chức nó rất là quan trọng. Và yếu tố số 5 rất là quan trọng đó chính là mục tiêu của cái sự kiện team building. Tức có nghĩa rằng trước khi người chơi tham gia thì họ đã được là coi như là xác định rõ rằng chúng ta tham gia cái chương trình này là chúng ta phải nỗ lực hết mình để đạt được số điểm cao nhất. Cái cách mà chúng ta chơi cũng giống như cách để chúng ta kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng là ghi thật nhiều điểm. Thì vậy thì cái việc này đã được công ty khách hàng họ truyền thông rất là rõ. Còn nếu như mà họ ra chơi mà họ không có cái mục tiêu nào hết, họ cũng chẳng muốn ghi điểm, họ thích thì chơi, không thích thì không chơi. Trước đây tôi cũng gặp rất là nhiều đoàn như vậy, cũng nghĩa là đôi khi đoàn đi 200-300 khách nhưng mà chơi chỉ có khoảng 50-60 khách, vì đơn giản họ không có mục tiêu rõ ràng cho cái chương trình. Cho nên nhân sự trước khi tham gia, doanh nghiệp cần phải trang bị cho họ cái mục tiêu cũng như cái hành trình đi đó nó thật rõ ràng, và nó không phải là chơi mà nó là một phần của công việc, thì chắc chắn mọi người sẽ tham gia nhiệt tình hơn. Như vậy các anh chị và các bạn thân mến, tôi vừa chia sẻ cho các anh chị các bạn là coi như là 5 yếu tố quan trọng để tạo nên một cái chương trình team building Go Team thành công. Tôi xin chúc tất cả các anh chị là áp dụng được những cái ý tưởng này vào sự kiện của mình. Xin chào và hẹn gặp lại, tôi Trương Văn Hoàng, bye bye. Trời ơi, các anh chị biết tôi đang ngồi ở đâu không ạ? Đấy, bên dưới là thành phố rất là đẹp nha. Đấy, Sri Lanka, Indo ha. Ok, rồi, bye bye.